Hello anh em, xin chào anh em đã quay lại với kênh Lava Store. Channel YouTube này mình lập ra để mà quay review trực tiếp những cái sản phẩm bên shop mình nha. Shop mình là chuyên phân phối và order app cocktail với trên 5 năm kinh nghiệm. Thì mình có thể nhận order tất cả các mẫu app cocktail và những cái đồ mà liên quan tới thời trang, anh em cứ gửi qua giày dép, quần áo, mũ nón. Tất cả mọi đồ mà anh em muốn, anh em cứ gửi hình ảnh qua cái fanpage ở dưới mình để sẵn ở dưới á. Có số điện thoại, tên họ đầy đủ, địa chỉ này nọ kia nha anh em. Rồi, bây giờ hôm nay Lava Store sẽ review với anh em con hạt Tokyo mới, xanh trắng, hai mặt, cực kỳ đẹp luôn. Cái này, áo này rất sang trọng để cho mọi đối tượng sử dụng được. Và trẻ lớn bé, đi học hay là đi làm này nọ là nam nữ gì cũng mặc được cho anh em. Rồi, đây là mặt lưng của sản phẩm áo thêu hạt, song hạt đang bay. Với cái nền là có những cái đám mây điểm xuyến với những cái họa tiết cách điệu hình tròn và có cái chữ đỏ đỏ, anh em thấy không, có chữ Tokyo ở trên. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô gần. Đây là anh em lưu ý là đây là được hành thêu trên chất liệu là vải Celimolete, còn gọi là vải lụa nhân tạo nha anh em. Thì vải lụa nhân tạo này được làm ra để thay thế dần vải lụa tơ tằm rất là khan hiếm và rất đắt, cực kỳ đắt đỏ trên thế giới. Thì bây giờ họ có một cái loại lụa mặt cũng giống như tơ tằm luôn, bên ngoài không khác gì, cũng cao cấp giống như vậy luôn, mà sợi là sợi nhân tạo, gọi là Celimolete nha anh em. Ok, thì đây là hình hạt thêu mình quay gần kiểu Tokyo là được thêu, nên em nhìn kỹ coi con hạt như vậy, thêu rất tinh xảo, rất đẹp và thể hiện sự sang trọng nha anh em. Áo cocktail thì nó năng động, nó thể hiện con người nó rất là trẻ trung, năng động nha anh em, chứ không có phải là mặc vô nó già đâu anh em. Đừng có thấy hình mấy cái hình này mà gọi cho nó là mặc vô nó đứng tuổi nha. Toàn bộ những hình này là mặc rất trẻ trung luôn, chứ không có gì mà phải ngại hết. Anh em có thể mặc đi chơi du lịch, thể thao hay là hẹn hò, tất cả mọi thứ anh em đều mặc, đi học cũng được nữa, hay đi làm văn phòng anh em vẫn mặc tốt hết. Ok, hình theo nha anh em, nhìn kỹ nè, mình quay gần luôn, siêu cận cho anh em coi nè, anh em nhìn rõ không, siêu cận luôn nè. Anh em nhìn good không? Hãy inbox liền cho bên mình nha để được tư vấn. Nếu anh em không mua liền thì anh em có thể hỏi cũng được, đỡ ngại nhé. Có số điện thoại mình 0783490288, mình tên là Phi, còn shop của mình là Lava Store, đã lập từ 2014 tới giờ là đã gần 6 năm rồi anh em. Hãy inbox liền để mà có những sản phẩm đẹp nhất về tay anh em nha, và có chương trình sale giảm giá và rất là nhiều luôn. Mình sẽ tặng nón thêu, mỗi lần mua áo thì mình sẽ tặng nón thêu như thế này đó cho anh em. Anh em yên tâm là sẽ có quà, cứ inbox cho Lava là sẽ có quà nhé. Ok, rồi để mình quay cái mặt trước cho anh em coi. Đây là mặt lưng, giới thiệu mặt lưng nha. Nói hơi nhiều để nhiều khi anh em không biết á, anh em mới vô coi, mới vô xin rồi thì anh em biết, để mà anh em inbox riêng cho bay hoặc là gọi cho mình, hoặc là có thắc mắc gì cứ comment lên cái video này, mình sẽ trực tiếp trả lời, tư vấn, mình gửi link cho anh em coi luôn nha. Ok, thì con này thì mình báo giá là nó dưới 1 triệu, anh em mình nói cho anh em biết, thì 700, 800, 900, 950 gì đó là tùy anh em inbox thôi. Anh em hiểu không? Rồi có tặng quà. Rồi ok, quay mặt trước. Ok, bên mình sẽ quay cái mặt trước lại cho anh em coi. Con hạt này nó có tới hai full hai bên. Tiếng Anh nó gọi là two side đó nè. Two side thì áo này thì cực kỳ là dễ mặc. Anh em đừng có bận tâm mua cái áo này không biết về làm gì nha. Và chỉ là mặc áo khoác đi bình thường hay sao, nó có hai bên lận, anh em có thể đổi mà hai bên với nhau, lộn từ trước ra sau, để chút nữa bên mình lộn cho coi. Để mặt trước thì mình quay gần vô, cũng là màu xanh, thanh này là xanh nước biển nha anh em. Xanh nước biển mà dạng như hơi gọi là ngã về màu xanh đậm à. Màu xanh đậm là sao, có nghĩa là cũng xanh nước biển nhưng mà người ta pha đen, anh em hiểu không, nó rất là đậm lên là gọi là xanh đậm, chứ không phải xanh đậm là nhiều. Anh em không biết là gọi cái màu đây là cái màu xanh zin, là không phải xanh zin, là nó khác nữa. Zin là cái màu xanh nó xanh zin là nó sẽ tươi hơn, không có bao giờ nó có cái tông màu này hết. Xanh zin là nó hoàn toàn khác, nó ám với xanh lá cây, giữa xanh dương và xanh lá cây nha anh em, chứ không phải là màu xanh này. Màu xanh này là màu xanh đen đúng nghĩa luôn. Ok, ở đây thì hình hạt ở trước là theo hình full hai con hạt rất là đẹp. Đó, phối vừa màu trắng này, anh em thấy cái cánh nó không, màu trắng này, đây là màu dưới màu vàng với lại cái mỏ nó màu đỏ, cái mắt màu đỏ, mặt trời đỏ rất là thời trang, mặt đỏ trời đỏ của Nhật rất là thời trang luôn nha, cực kỳ là biểu tượng luôn. Rồi hai cái đám mây sự có điều rất dễ thương, nói chung là cái áo này là dễ mặc, anh em chơi là hoàn toàn tự tin luôn nhé. Mình thì mình
bán áo theo lâu năm rồi. Nói chung là mình cũng đã từng quay những video này nhiều lần, quay hàng trăm cái, nói chung là những cái hồi xưa, những cái mẫu hồi xưa. Anh em có thể coi và biết là bên mình là chuyên áo theo, là hồi giờ anh em là mua rồi á, đã từng mua. Nói chung shop mình là hàng triệu người biết, nói chung cái lượng tương tác và mua của mình là cũng cả hàng trăm ngàn người rồi. Cái lượng tương tác cực kỳ lớn anh em, hàng triệu người biết. Cho nên là anh em yên tâm với bên mình là sẽ rất là uy tín và chịu trách nhiệm về size mẫu mã. Anh em cao nặng bao nhiêu thì cứ báo. Em nói là anh ơi em cao 1m65, em nặng 60kg, là em nặng 55kg, 50kg, là em cao 1m8, em nặng 75kg. Ví dụ anh em cứ vô tư báo những chiều cao cân nặng cụ thể của mình thì anh sẽ biết mà anh cân đo đong đếm. Từ đó anh đưa ra một cái số size đúng chính xác với chiều cao anh em luôn. Bởi vì rất nhiều năm rồi anh bán, đừng có lo là size vậy mà không vừa. Anh em hiểu không? Đây nè, anh em coi áo bên anh nè. Nhiều như vậy, anh nhập nhiều như vậy để làm cái gì? Chứng tỏ là có khách. Và anh có khách thì anh sẽ bán, anh biết tất cả các cỡ người. Từ người Âu, người Á, người Mỹ, người Châu Phi, người Nhật, người Hàn Quốc rồi sao. Hay là anh em có thể là người Việt Nam thì cái xương nó to nhỏ cỡ nào anh cũng biết cái size gì hết á. Hãy yên tâm mà dù có béo như thế nào hay là anh em ốm như thế nào, anh em có bị lùn hay là anh em có cái thân hình mà có cơ bắp hay tập gym, là mọi người mà có cái kiểu người mà nó hơi gì tật xíu là cái tay quá là dài so với cái thân, hay là cái chân nó bị sao đó, anh em cứ nói mình một tiếng. Cái hông anh em có thể là rất bự luôn, anh sẽ tư vấn cái size đúng với anh em. Đừng bao giờ lo, Live Store sẽ không có báo cho anh em được cái size. Cái size là cái mà quan trọng đối với anh em. Mình cũng đây là cũng là một cái cần thiết nhất trước khi mình mua bán. Mình đã coi về size và mình mua thử áo về rất là nhiều. Em đừng có lo về size nha anh em. Hãy cứ inbox cho anh. Số phone anh để rồi đó, rồi cái fanpage anh em sẽ inbox trực tiếp, sẽ gặp anh 24/24. Anh chính là chủ shop này luôn, anh cũng chính là cái người mà order hàng cho anh em và trực tiếp chat với anh em luôn nha anh em. Chứ không phải như xưa là có nhân viên là một người khác không biết gì hết mà chat với anh em hỏi không được, mà chính anh là sẽ hỏi là biết tận gốc luôn. Ok, và hàng này anh báo luôn là hàng order anh nhận là 10 ngày, nếu trục trặc anh báo thêm, còn sớm nhất có thể là 7 ngày. Ok rồi, bây giờ sẽ lộn. Đây là như nãy anh nói thì hàng hai mặt, vô hàng hai mặt thì two side, có nghĩa là hai bên. Anh em có thể lộn lại, anh em hãy nhìn đi, ở bên mình đang lộn cái áo lại cho anh em coi đây. Anh em nhìn thấy chưa? Đó bạn gái này đang lộn cái ống tay ra này, đã thấy chưa hai mặt không? Thì anh em phải biết là hàng theo mà hai mặt luôn. Hàng theo mà hai mặt thì anh em phải biết cái giá trị của nó. Đừng có đánh đồng cái áo này với những áo in. Nói, anh ơi sao áo đây em mua Shopee có 200-300, rồi em mua ở bên shop kia shop gì với cổ brand đồ, mua sao có 400+, anh bán không bao giờ anh em à. Đừng đánh đồng hàng của anh đối với ai hết. Anh là anh bán 6 năm nay, nếu anh bán lừa đảo tụi em á, hàng không cao cấp anh bán từng triệu á, thì tụi em đã qua đốt hay là quýnh chết anh rồi. Cái shop bên quận 1 anh mở rất là lâu năm rồi. Không lẽ em làm lừa đảo gì tụi em đó. Rất nhiều người rất còn nhỏ, kiểu anh không nói là trẻ trâu, nói trẻ trâu xúc phạm thôi, kiểu mấy bạn đã không biết anh em cứ vô hỏi ủa sao áo Shopee sao có mấy trăm. Áo Shopee là áo gì? Áo jean, áo khoác bomber hay áo gì? Áo Shopee đâu phải là áo cocktail đâu, em hãy nên nhớ vậy. Áo cocktail đúng nghĩa đúng chất thì phải trên 500 ngàn, thực sự đúng chất chơi là phải trên 500 ngàn. 300-400 ngàn thì nó cũng là hàng giá rẻ, thì nói chung là phải mua của anh thì nó mới tốt. Anh em mà đi mua của ai, người ta không uy tín, người ta không có là phải là người order chuyên nghiệp, thì người ta sẽ không có mang đến những cái áo đẹp nhất cho anh em nha. Mình nói hơi dài xíu để anh em hiểu, tại vì mình mới quay lại trở lại đây thôi. Ok, quay trực tiếp review phải nói rõ cho anh em biết. Đây là con hàng ở mặt lưng, mặt ngực, ở ngực của mặt bên trong của cái áo này lộn lại. Anh em có thể hoàn toàn kéo được hai bên. Two side có nghĩa là anh em có thể quay được hai bên luôn, hiểu không? Đó, thì khi mua áo thì anh tặng nón, anh nhắc lại lần nữa. Đó, đây là cái màu hồng cam. Đây là màu da người nha anh em. Màu da người nhưng mà phối với một cái tông là hơi nhạt, chứ không hẳn là cái màu da người. Anh em coi nè, đó, thấy không? Nó tương đồng với cái màu da người, mà màu da người lúc nào cũng đậm hơn. Đó, chứ ai mà cái màu như vậy là sắp chết luôn đó anh em, hiểu không? Rồi, ok. Mặt lưng nó thì không có theo gì hết á. Đây, để anh coi, để anh quay cho coi. Đây, mặt lưng nó full thì thôi, anh không quay ha. Rồi, nó trơn ha. Ok, rồi. Con này là con áo hai mặt theo hạt, rất là đẹp, song hạt rất đẹp. Cũng nên nhớ là hạt là linh vật trong huyền thoại truyền thuyết của Á Đông. Từ xưa giờ thì anh em cũng thấy là trong đền chùa miếu mạo, trong tất cả các thể loại văn học, hay là trong những cái trong kinh Phật cũng vậy anh em. Nói chung là
mọi cái nền tảng về văn hóa ở châu Á mình á, thì con hạc và con rồng, con phượng, rồi con kỳ lân, con gì đó nó qua này, con những cái con như là sư tử, hổ rồi anh là toàn là linh vật hết, nó không phải là con chim hay là con vật bình thường nhé. Thì nó khi mà mặc theo người ta nghĩ á, văn hóa đồng thì những con này là nó thể hiện cho sự tinh tế, sự thông minh, cái sự mà trong sạch nha anh em. Nói chung là mình mặc con áo nó cũng nói là con người của mình. Ok, tạm biệt anh em. Rồi có gì anh em hãy bóc cho anh nha. Lava Store. Rồi, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại.